nhanh lên đuổi theo nó, chưa được chưa, nhanh lên đuổi theo. Đi ra, chỉ trò cái gì, đi ra, con này, mày đi ra, tôi khác đi.
rồi ca luôn cắn luôn. Giết bây giờ tao cắn cho mày phát mày chết bây giờ mày cứ làm gì hả? Mày muốn đánh không hả? Rồi chú yên tâm này, chú yên tâm này, có anh này chú không phải lo gì hết đấy, đúng không? Rồi đi đi nào, đi ra con này. Ok thằng này cắn luôn, giết cắn làm phát bây giờ mày biết mùi bây giờ. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận chiến giữa chăn và một con chim. Mày nhìn mặt tao nguy hiểm chưa? Mày thấy tao mặt tao nguy hiểm chưa? Mày có đi chỗ khác không? Tao giết bây giờ. À, cắn bố mày à? Mày tưởng mày dài mày thích đọ với tao gì? À, được rồi, bây giờ đến lúc để anh thấy hiện đây. Giết luôn. Giết rồi. Trời, ngay được thích thể hiện sự nguy hiểm với anh. Này đi nguy hiểm. Còn phát nữa cho nát đi. Ây, nguy hiểm. Phát nữa cho thích nguy hiểm. Này, nguy hiểm đấy. Ôi giời, nát bét rồi. Rồi, lần sau đừng có thể hiện sự nguy hiểm với anh nhớ chưa? Đấy, chú bây giờ thành mùi ngon của anh rồi. Mày biết anh ở chân sang hồ đó. Quỷ ra xoa nhau đây. Á, đủ con mèo to này. Bôi giờ này mày ăn nhiều cam cỏ hay sao? Mày láo không? Láo không? Ôi ôi ôi. Nào làm gì đây? Giết ngoài phang. Giết. Con này làm gì này? Hai mèo ngu ngốc này làm gì đây? Hả? Chơi định đánh nhau à? Nào phang đi mày chúng sai chúng mày chỉ đánh nhau với tao xem nào. Đánh nhau đi. Rồi nha. Trời gầm cư là cái gì? Đi ra chỗ khác đây, tao giết chưa? Ôi sao lại cứ đứng đây làm cái gì? Nào rồi nha. Giết đi. Ờ thôi à, bỏ đi à. Giết rồi, phá luôn. Giết rồi, cho cái con một miếng cho nó đi. Đây là chỗ chúng mày đánh nhau à? Vẫn. Và từ đây chúng ta lại cùng đến với trận chiến giữa mèo công nghiệp và rắn nuôi bằng cam cò đấy. Cắn nó. Ai ai đúng rồi, rồi giơ móng vuốt đấy. Yeah. Bỏ ra. Tôi bảo mày bỏ ra, mày nghe đi à? À, bây giờ mày bỏ ra không? Mày có bỏ ra không? Bỏ ra. Rồi, như vậy là tao mày ôm nhau đến giờ được vài tiếng hồ đấy. Bây giờ là một mày bỏ ra, hai là tao mày đã tiếp tục ôm nhau đây. Hôn luôn, không cắn, không quay được, hôn luôn. Cừu nhau đến bao giờ ấy? Cắn đi. Giết. Ôi ôi, ôm nhau lâu thế. Nào lên, chuyển cảnh đi nha. Nào. Thích ôm nhau thế à? Rồi, hôm nay được một. Bỏ ra. Nè nhá, mày nhá. Con mèo đen này mày nhá. Qua nhá, mày đi với gái đúng không? Mày có chối, mày thích chối không hả? Mày muốn chối không hả? Mày chối với tao phang thì mày phát cho mày chết bây giờ, mày muốn chối không hả? Còn nóng lắm. Và chúng ta đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh nhé. Và xin chào. Đấy, ngồi đi. Mày biết bây giờ đến giờ là tao ăn thịt ăn mồi à? Bụng to thế này rồi vẫn muốn ăn sao? Giết luôn. Nó quay, giết luôn.